Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì lâu lắm rồi nhỉ, Kẹo không có làm một video tâm sự với anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm video tâm sự về chuyện làm YouTube của mình. Và trong 2 năm qua mình làm YouTuber thì nó là một cái quãng thời gian khá là dài, có nhiều thứ được và mất. Thì hôm nay Kẹo sẽ chia sẻ với anh em là làm YouTuber mình được và mất gì. Điều đầu tiên được thì phải nói là mình may mắn khi mà được anh em quan tâm. Giữa rất là nhiều kênh channel người ta làm nội dung Free Fire thì thật sự là mình không phải là một người chơi game Free Fire giỏi, nhưng mà anh em yêu quý mình thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi nha anh em, thì mình đã trở thành idol của cộng đồng, tạm gọi là như vậy đi. Và phải nói là những video của mình thì cũng có nhiều người xem nữa. Mình rất là vui vì điều này. Đó, nhưng để đạt được như vậy thì mình đã phải đánh đổi những gì? Các bạn biết không? Mình thì ngay từ thời cấp 3, mình đã có cái lịch sử bị bệnh tai mũi họng. Tức là anh em ơi, cái họng của mình nó rất là yếu. Điều đầu tiên mà các bạn có thể thấy là mình không thể hát được nốt cao. Có thể là mình hát với anh em thì mình hát bình thường thì ok. Nhưng mà khi mà mình hơi cao giọng một xíu thì họng nó sẽ có vấn đề ngay anh em ạ. Đơn giản thì những năm cấp 3 mình bị viêm amidan, một năm tái đi tái lại rất là nhiều lần và uống thuốc kháng sinh nhiều. Ngày trước thì mình cũng như các bạn thôi, không phải là tự nhiên là mình lại lắm mụn như vậy, là do dùng thuốc kháng sinh nhiều mọi người ơi, nên là nó lên nhiều mụn. Thì tôi phải nói với anh em thế này, viêm amidan nó tái đi tái lại nhiều lần. Tức là các bạn biết không, ngay cả khi mình không uống nước đá, mình không ăn uống những đồ lạnh, nhưng mà kiểu cơ thể mình nó yếu sẵn rồi anh em ơi. Thế nên là bình thường thì những năm cấp 3 đấy, mình đã bị viêm amidan rất nhiều này, có mủ trong amidan luôn anh em ơi. Và nó đau, nó sưng họng, rồi là còn cả ho nhiều nữa. Thật sự là khi mà viêm amidan nó sưng lên nó to ấy thì anh em ăn uống rất là khó, ngay cả nuốt nước bọt nó cũng đau nữa. Và nếu như các bạn nào bị rồi thì các bạn sẽ hiểu thôi. Mà mình thì một con người mình rất là giữ gìn luôn anh em, không uống nước đá, không ăn uống đồ lạnh, đơn giản là mình cũng không thích. Đó, bị viêm amidan thì suốt ngày tái đi tái lại nhiều như vậy thì bác sĩ mới bảo là nên cắt amidan. Và từ cái lúc mình cắt amidan ấy thì đến nay cũng đã được tầm khoảng là 3 năm rồi. Thì có một cái vấn đề thế này, đó là mình đã không ho, tức là họng không vấn đề gì trong khoảng 1 năm mọi người ơi. Và sau cái quãng thời gian đấy, như kiểu là nó biến chứng anh em, thì không viêm amidan được nữa bởi vì là mình đã cắt rồi. Thì các bạn cứ tưởng tượng như là khi mà anh em ăn uống hay là anh em hít thở bằng họng đi, bằng miệng đi, thì nó sẽ vào họng đó. Sau đó thì nó sẽ đi qua một cái chỗ gọi là amidan anh em ấy. Tức là amidan nó là cái rào chắn giữa họng với lại cơ thể của chúng ta ấy. Thế nên là cắt amidan rồi thì mình bị viêm họng. Viêm họng phải nói là khá là nặng luôn. Nếu như các bạn theo dõi cái kênh channel của mình từ lâu ấy, và anh em theo dõi những cái livestream của mình, anh em có thể thấy rằng là mình cũng đã chia sẻ với anh em rất nhiều về cái vấn đề này. Thì như vậy mình cũng đã bắt đầu làm YouTuber từ 2 năm về trước. Và làm YouTuber, làm streamer thì mình nói nhiều này, mình nói giọng nó cao này, rồi là cuối cùng họng bị ảnh hưởng, và rồi mình bị viêm họng. Đó, viêm họng nặng luôn anh em. Tức là nó cũng viêm họng đi, viêm họng lại rất là nhiều lần. Và đặc biệt là có ho kích ứng nữa. Thật sự là về cái vấn đề này nó rất là khổ đối với công việc của mình. Đơn giản là khi mình nói nhiều ấy thì nó sẽ kiểu là đau, nó rát họng. Đó là những cái thứ mình đánh đổi khi mà mình làm streamer, mình làm một YouTuber. Mình đăng tải những cái video rồi là mình livestream chơi game mỗi tối với anh em. Thì đó là những cái thứ mình phải đánh đổi. Thế là mình bị ho kích ứng.
đó. Cái bệnh này nó rất là khổ luôn. Tức là khi mà anh em chỉ cần nói chuyện một vài câu hoặc là anh em không nói chuyện, anh em há miệng ra hay là gì đấy ấy, thì cứ tầm khoảng là vài phút, các bạn phải ho một lần, các bạn phải gằn cái cổ họng một lần thì nó mới bớt ngứa. Đó. Và khi khám bệnh thì các triệu chứng viêm họng đã hết, thì nó chuyển sang là ho kị ứng. Thế là cái số tiền mình làm YouTube ấy, các bạn biết không, một tháng mình đi bệnh viện mình khám anh em ơi, khám họng thì cả tiền thuốc cả tiền khám, một tháng nó mất tầm khoảng là từ 4 đến 5 triệu đồng anh em ạ. Đó, và uống thì nó không đỡ. Và thật sự là năm ngoái đây mình bị ho kị ứng 6 tháng, một năm liền luôn mọi người ơi. Tức là cứ vài phút anh em ho một lần luôn, thật sự rất là khổ. Người ta bảo bị lao nhưng không phải, nó là ho kị ứng. Tức là anh em ăn uống khỏe mạnh, các thứ bình thường, nhưng mà mỗi điều là anh em không ho thì anh em không chịu được. Thật sự là rất là khổ luôn. Thì cái quãng thời gian đấy mình đã livestream với anh em như thế nào? Tức là khi livestream mình tắt cam. Với lại thì thêm một điều nữa là mình cài đặt một cái phím tắt nhanh. Cái lúc mình bấm phím tắt thì mình sẽ ho một cái thì nó sẽ tắt mic anh em ơi. Sau đấy thì mình lại mở lại, mình nói chuyện với anh em như bình thường. Và lâu lâu thì Kẹo cũng có chia sẻ với anh em về vấn đề này. Năm nay thì mình bị ho kị ứng nó ít hơn, chỉ có 4 tháng thôi. Thì mình cũng đã thấy rằng là thật sự là cái bệnh ho kị ứng này khá là khó chữa. Và sau khi mình kể cái lịch sử bệnh tật của mình ra thì bác sĩ có nói với mình một câu như thế này. Đó là cơ thể mình ấy thì sinh ra nó kiểu yếu ớt anh em ạ. Tức là như này, mình đã cắt amidan thế nên là nó sẽ có cái biến chứng, đó là nó hay bị viêm họng lại, tái đi tái lại. Thì bác sĩ trước khi mà cắt amidan cho mình thì bác sĩ cũng nói là về cái việc là đau họng, cái việc ho thế này ấy, thì cắt amidan nó cũng có cái phần trăm gọi là biến chứng, và khá là xui thì mình rơi vào cái số phần trăm đấy. Nhiều người thì người ta đau họng, người ta không ăn uống được, người ta cắt amidan ấy thì nó lại khỏe mạnh hoàn toàn. Còn như tôi đây thì thi thoảng lại bị viêm họng lại. Mình nhớ không nhầm thì bác sĩ bảo là một năm thì tiêm vaccine cảm cúm một lần để tránh bệnh anh em ạ. Với lại thì bác sĩ bảo là không được đi nắng, đi mưa, các thứ, nói chung là tránh các cái tác nhân mà mình gây bệnh. Bởi vì là chỉ cần mình bị ốm nhẹ thôi, tức là mình sốt này, mình đau họng này, thì lập tức là sau khi mà mình khỏi sốt, mình khỏi đau họng thì nó sẽ bị ho kị ứng lại luôn. Và không bao giờ được uống đồ lạnh, ăn đồ đá hay là gì đấy, bởi vì là chỉ cần ăn vào hơi tí thôi là nó lại bị ho kị ứng lại thì rất là mệt luôn. Ơi nghe mày, cái thằng kia nó bị lác à? Ủa ơi, vãi hà, chịu ông luôn ấy. Này, làm sao đấy hả em? Thôi cho nó ăn chén lựu anh em ơi. Đó, rồi nha, đứng tạm đây. Vui vãi luôn. Rồi thì đây, tôi sẽ tâm sự tiếp với anh em về cái vấn đề là đấy, làm YouTube được và mất những gì. Mình biết là trên kênh của mình thì có rất là nhiều bạn cũng mong muốn trở thành một YouTuber, một streamer game Free Fire. Thì cũng có vài điều mà Kẹo muốn chia sẻ đến với anh em. Đó là khi mà làm YouTuber thì nói thật là để dành thời gian ra làm clip cũng như là livestream với các bạn thì mình đã có một quyết định là mình đã nghỉ học đại học anh em ạ. Đó, chính xác là như vậy luôn. Thì đến bây giờ đây, phải nói là sau 2 năm làm YouTube thì mình nhìn nhận lại, đó là YouTuber nó không phải là một cái công việc mà anh em có thể là gắn bó lâu dài với nó được. Và ai thì cũng có một cái mốc thời gian gọi là thời thế cả. Tức là khi mà các bạn yêu quý mình thì mình còn có nhiều người xem. Sau đấy thì những cái lớp trẻ đi lên, rồi là những cái YouTuber khác, streamer khác người ta nổi hơn thì các bạn lãng quên mình. Bởi vì là thật ra thì ai cũng thế thôi mọi người ơi. Mình cũng có theo dõi những YouTuber khác và ai cũng có gọi là một cái thời nổi tiếng nhất định. Nó cũng giống như là showbiz thế thôi anh em ơi. Đó. Thì sau cái quãng thời gian như vậy ấy thì rất là khó để mà sống. Lý do tại sao mà anh em thấy không? Tức là có rất là nhiều ca sĩ, diễn viên mà sau khi giải nghệ thì người ta sống một cuộc sống nó bình thường. Đó. Mặc dù là trước đấy bảo là nổi tiếng thế này thế kia,
Nhưng mà sau khi giải nghệ thì có nhiều người còn nghèo nữa cơ. Mình phải nói với nghe là như vậy luôn. Đây hiện tại thì cái quãng thời gian này YouTube nó trả tiền khá là thấp cho những video mình đăng tải lên anh em ơi, cho những cái lượt xem. Và nó thấp đến cái mức phải nói là kỷ lục luôn. Chắc là có lẽ là cũng đến lúc mình phải ra đi nhỉ. Mình cũng đã nghĩ là sẽ có một lúc như thế. Thôi nhưng mà không sao. Nói chung là khi mà mình còn làm YouTube, mình còn có thể sống được với những cái đồng lương từ YouTube, thì chắc chắn là mình sẽ không từ bỏ. Và ngày nào thì cũng sẽ cố gắng để làm video cho anh em xem. Cũng như là khi mà vẫn là còn có người xem thì kẹo nhất định vẫn sẽ làm YouTube. Free Fire nó đến với mình như là một cái tựa game mà từ một chàng sinh viên nghèo mình trở thành một YouTuber streamer nổi tiếng. Có thể là bây giờ các bạn mới xem kênh Free Fire các bạn không biết thôi. Thì ngày trước mình cũng đã rất là nổi và YouTuber đầu tiên đặt 1 triệu sub chính là mình. Nhưng mà thời thế mà, nhiều bạn thì không có lòng đồng cảm với mình. Tức là các bạn nói rằng là thằng sĩ kẹo hết thời rồi, thế này thế kia. Mình biết là như vậy, nhưng mình buồn vì điều đấy. Dẫu sao thì mình cũng đã là một YouTuber, một streamer mà phải nói là khai nguồn cho Free Fire. Tức là thế hệ streamer đầu tiên, thế hệ YouTuber đầu tiên của game Free Fire. Nhưng mà đôi khi là cuộc sống có mới nấy cũ mà. Và sau khi mà mình tâm sự những video thế này thì cũng có rất là nhiều những cái người xem cũ, người ta quay trở lại với mình. Mình vui vì điều đó. Mong rằng thì các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong cái năm 2020 này. Và cái điều mình mong muốn nhất trong năm nay đó là đạt 2 triệu subscribe anh em ơi. Thì tất cả những điều này là do các bạn ủng hộ mà thôi. Mình thì sẽ cố gắng hết sức làm ra những video cực kỳ là chất lượng cho anh em, cũng như là có thể là tâm sự với các bạn nhiều hơn này. Nếu như mà các bạn có câu hỏi gì thì anh em hãy comment ngay bên dưới video nhé. Thì cái lúc kẹo rảnh kẹo sẽ trả lời comment của các bạn nhá. Thôi thì ngày hôm nay tâm sự với anh em cũng đã khá là dài rồi phải không nào. Thế thì bye bye anh em, và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.